Và cổ vũ thì những tay trống và những tay trượt của
Trận đấu trước thì cao thủ FC Phạm Nguyễn đã có một chiến thuật rất tốt.
thông thường là cầu thủ đá biên. Góc cho cầu thủ FC.
cao dân của anh Tuấn đối với Quang Hân. Lạnh. Tuấn có điều đạo ứng viên bên thắng và đó là một lợi thế của anh. Đầu thứ ba của chiến. Bóng vừa đổi đã trước mặt của Quang Hân. Thank you.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
vừa rồi đã có tình huống bóng chạm tay, đó đúng bóng tay của Quang Ân và sẽ là một pha đá phạt nguy hiểm dành cho cầu thủ Tây Phong Nguyễn. Với góc phút này thì phải cần ít nhất 4 hàng rào thì mới có thể nào không tạo ra khe hở cho cầu môn Quang Tuấn. Và liệu rằng quý đem có làm được gì không? Đã ra đi, không được. Một pha vâng, đã bàn không thành công. Vừa rồi là ba hành động đúng sân cử.
Đó là
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Chân xuống. Lên cháu buộc phần lưỡi. Trận thi đấu thứ ba của cầu thủ MC Phạm Nguyễn. Đặt tôi đi, chào bóng Tuấn. Sức trẻ và kiên.
ơi, tài tài biên người ta đứng ở đây cái gì nữa. Chung chung chung. Đây là của Thảo Quận.